tập bằng các bạn ơi, hiện chưa tập bằng đây, bây giờ chỉ còn một cái chùa rồi đó, là bằng rồi, bằng mình không cái bông bông đá đâu, đấy là bằng rổ, bông rổ, đấy bông đá quá. Rồi dê đá hơn bông đá với to bông đá dê đá hơn dê đá trùng hơn để bông đá các bạn này. Kỹ thuật các kỹ thuật để tập trung nha. Tập trung nha nó cũng đã được, cũng đã bỏng xá được mà chỉ tập bằng các cụ chuyên bỏng này, bí bỏng này. Này. Dập bỏng các bạn này, chân nhé, bỏng dập như đây, dập bỏng. Bóng đá bằng quạt bàn chân này. Còn sụt bóng thì sụt như thế này. Hoặc là sụt thẳng trực diện các bạn. Và có bàn chân lại đấy. Đấy là bông rổ mà. Bông rổ mà nếu cân thì vẫn có thể đá được. Nhưng mà đá nó kiểu khác bông đá. Đấy, cuối cùng chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong dịp gần nhất.